Ok, chào mọi người quay trở lại với channel của mình là Full Lily. Và trong hôm nay mình sẽ làm một cái mốt farm nhỏ nhỏ trong cái ít của mình. Anh em biết là đã chơi Minecraft mà sao làm farm ấy, thì thứ quan trọng nhất để anh lắp mấy cái item trong sao làm farm thì chúng ta cần kinh nghiệm. Và mốt farm chính là một trong những thứ khiến chúng ta có thể có được kinh nghiệm nhanh trong giai đoạn đầu. Thì mình sẽ đào một cái mốt farm là 3x3. Thì một cái mốt farm muốn đạt một cái tiêu chí đó chính là ra quá nhiều thì nó phải cấp một cái nơi chúng ta đứng là 20 đông block. Thì mình sẽ làm bằng gỗ này, mà mình có rất là nhiều gỗ nhé, dư rất là nhiều gỗ luôn. Đây mình mà làm bằng này thì cái mốt farm của mình chắc là đủ này. Thì mình đã chuẩn bị hai xô nước rồi, nước có cá luôn, nước huyết. Rồi bây giờ mình sẽ lót một cái ô phải gọi là bao bọc xung quanh. Lý do của cái ô này chính là chúng ta sẽ hạn chế được việc té té là mắc đồ nha anh em. Thì mình té một lần rồi chắc là số 2 luôn, mắc cũng khá khá trả được đâu, nhưng không sao. Rồi bây giờ thì mình sẽ xây lên đây. Ok, công thức quen thuộc đó chính là chúng ta sẽ xây một cái ô xung quanh đây. 1 2 3, giờ mình đang đứng ở block thứ 3. Bây giờ sẽ mở rộng ra bao xung quanh cái này lại. Thì chúng ta sẽ xây đến lớp 22. Nếu mà ai muốn chơi theo kiểu rồi van hết thì có thể xây tới lớp 23, 24, 25. Nhưng mà mình muốn chắc chắn là con quái rớt xuống nó hơi còn sống thì mình sẽ xây ở 22 thôi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, ok. Thì xây như vậy thì để cho quái nó rơi xuống cái an toàn nữa. Mình nghĩ mình sẽ giảm xuống một chút luôn, bởi vì hướng mà mình muốn đó chính là con quái nó còn sống thôi, chứ cái chuyện mà gõ một cái chết thì mình cũng chả quan trọng. Quan trọng là con quái nó còn sống kìa, cái kinh nghiệm nó quan trọng lắm, quan trọng hơn cái mà quan hit nhiều. Rồi bây giờ sẽ xuống ô shit. Bây giờ mình nhảy xuống thì còn 3 tim rưỡi, nếu mà nhảy xuống cái ô ở giữa thì chắc còn 2 tim rưỡi, thì 2 tim rưỡi thì chắc cũng được. Ok, không sao, thì chúng ta sẽ dùng gõ rồi chúng ta sẽ ốp từ dưới lên nhưng cách rất là bình thường của mấy cái dễ hết sợi, khá là bình thường của mấy cái mốt farm. Mình ốp xong mình sẽ quay trở lại. Ok, sau khi ốp xong rồi thì chúng ta sẽ là mở rộng qua mỗi phía. Thì mỗi phía chúng ta sẽ mở rộng theo kiểu đó chính là 3x8, tính cả cái ô cho mốt farm luôn, bởi vì 8 ô chính là cái giới hạn mà nước nó sẽ đẩy một con quái xuống. Đấy, bây giờ nghe khá là kỳ tự đúng không? Thì mình sẽ làm luôn, mình sẽ đẩy thêm lên một block nữa để cho khi quái rớt xuống nó sẽ là 2 tim. Thì 2 tim này thì hay ha một tí nha, nhưng mà 2 tim thì farm nó dễ, nó nằm ở mức là quái còn sống mà mới nó ít. Đấy, một này đây chính là block thứ nhất, 2 3 4 5 6 7 8. Ok, đây 8 block chính là cái giới hạn mà một block nước có thể chảy. Bây giờ chúng ta sẽ đành mua ô 3x8, sau đó chúng ta phải bao lại. Cái bao này rất là quan trọng nhé, bởi vì cái này chính là cái phần chính của cái mốt vào. Và mình sẽ xây lên 2 block, bởi vì 2 block chính là nếu mà con quái nó rớt xuống nước ấy, nó có tỷ lệ nhảy lên được. Đây một tỷ lệ rất nhỏ, mình sẽ xây 2 block để cho quái không nhảy lên được luôn. Rồi sau đó chúng ta đổ nước. Ui da, da, lắc. Đổ nước có cá, ok. Đấy, chúng sau đó chúng ta đổ nước ở hai bên. Chúng ta sẽ múc nước ở giữa để tạo nên một nguồn nước vô tận. Thế chúng ta cứ làm gì? Đấy, thịt mấy con cá luôn. Ok, sau khi mà chúng ta đã đào xong 4 bên như thế thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có những cái kiểu như là chúng ta sẽ ốp mấy cái này để nè, không biết giải thích sao nữa, nhưng mà xây một cái sàn. Đấy, nói chung là xây một cái sàn đi. Đó, thì mình sẽ không xây hết tất cả luôn, thì mình sẽ xây theo kiểu là đấy, cái kiểu mà nó sao nhỉ, chừa một ô ngoài để cho nó tiết kiệm tài nguyên thôi chứ không có gì hết. Rồi ok, sau đó mình sẽ úp lên, mình sẽ quay trở lại sau khi mình úp. Rồi ok, thì chúng ta sẽ xây theo kiểu đó chính là nếu mà anh em muốn có Enderman thì anh em sẽ xây là 2 block, còn nếu mà anh em không muốn có Enderman thì anh ít có Enderman thì sẽ xây 3 block, còn nếu mà không muốn có Enderman như mình thì xây 2 block. Lý do mình không muốn có Enderman bởi vì Enderman trong cái chế độ ha thì nó phải gọi là
bố của Mạnh luôn. Nó quả đúng một phát thì anh em còn trong giai đoạn hấp hối có khi là đi luôn anh em ạ. Đấy cực kỳ mạnh. Mình không muốn có cái con đấy. Nếu mà có nó thì nó sẽ làm cho an ninh của cái ít của mình fail xuống. Bởi vì trong cái server này thì cái thứ mà gây khó chịu nhất đó chính là mấy con phantom. Mà bây giờ còn có thêm Enderman nữa. Oh my god. Thì Enderman trong cái series Sunlight lần trước ấy, mình có làm rồi. Là cái móc farm. Thì sau này mình sẽ làm cái farm đó luôn. Chứ mình không có chơi theo cái kia. Mà chắc sau này mình cũng không làm đâu. Sau này mình full sắt hết rồi. Rồi. Kiểu như làm một lần cho anh em xem thôi. Bây giờ mình sẽ ốp cái nắp. Rồi sau mình sẽ quay trở lại nha. Ok. Và chúng ta đã có được những con vái đầu tiên. Ôi da. Thì Kimi. Rồi chúng ta sẽ có được cây hâu. Cây mạnh nhất. Hay rồi chúng ta sẽ cúc. Bởi vì ok, coi như tôi không nói gì hết nha. Mình định không xài cúc nhưng mà con đó nó tiến gần mình quá. Đấy, sợ nó đánh chết mình nữa. Thì trong đây chết là mắc đồ nha. Thế cho nên là phải cẩn thận có con xương rồi kìa. Mà con xương nó không phải từ mốt phàm rớt xuống nữa. Thì cái kim cương giai đoạn này thì nó hơi bị hiếm luôn. Bởi vì chúng ta cần phải đi shopping xem một đống đá cuội để lấy được kim cương. Ô đỏn đao, cần cấp 5 à. Chát thế. Thôi đậm cây Stone Saw gì đúng rồi, nhưng mà đọc đúng không? Iron Saw, Diamond Saw, ừ đúng rồi, Stone Saw. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đầm một vài cái đuốc để cho quái không spam. Thì anh em làm cái mốt farm xong thì anh em cắm đuốc ở trên nóc của mốt farm luôn nha. Và anh em đặt phiến gỗ, bởi vì một lý do đó chính là ôi con nhện kia nó có đánh mình được không nhỉ? Ui ui ui, chỗ đó nguy hiểm á. Ok, một con đi rồi, quan trọng là con nhện thôi. Ôi, tránh xa nó ra, hình như nó định tấn công tôi hay sao đấy. Tốt nhất là tránh xa nó ra. Thì đặt cái mốt đuốc ở trên cái mốt farm á là lý do chính, đó chính là làm cho quái không spam được trên đấy. Và đặt khóc ui ui biết ngay mà. Nó, và quái nó sẽ anh em làm sao mà đặt đuốc sao cho mà cái ít không có spam quái ấy. Thì mục đích của nó chính là làm cho quái nó spam duy nhất ở cái mốt farm. Vì vậy thì cái hiệu suất của mốt farm sẽ đạt cái cảnh giới là 100% nhé. Đấy, đạt tối đa luôn. Đó là lý do mà chúng ta cần phải cắm đuốc. Và là chúng ta có thể ốp cái half slab này, gọi là cái phiến ấy. Chúng ta ốp ốp lên cái nóc thì ốp lên cái nóc thì quái sẽ không xuất hiện được nếu mà anh em không muốn chơi đuốc. Mà thường anh em sẽ chơi đuốc bởi vì nó rẻ hơn. Ok, mình ốp để cho cái con nhện nó spawn thôi. Và ok, có lẽ video này mình sẽ kết thúc tại đây. Và nếu anh em thích video này, đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh, chia sẻ video này để không bỏ lỡ phần tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác lần sau. Bye bye.